Rồi, bây giờ mình sẽ đi về lại ở trung tâm là Sài Gòn, và mình sẽ lại một lần nữa mình đi qua cái con đường dẫn đến cái cổng Thủ Thiêm một, để cho các anh chị một lần nữa nhìn toàn bộ cái khung cảnh từ cầu Thủ Thiêm nhìn vào thành phố xem như thế nào nhé. Trước mặt quý vị ở đây là đường Mai Chí Thọ. Bên tay trái, nếu mình rẽ trái thì mình sẽ đi về hầm chui sông Sài Gòn, và nếu mình quẹo tay phải thì mình sẽ đi ra xa lộ Hà Nội, và mình sẽ đi về cái hướng mà cao tốc Long Thành Dầu Dây. Mai Chí Thọ là một cái đường, con đường đại lộ rất là lớn. Cái con đường này nó bắt từ ngay xa lộ Hà Nội cho tới hầm chui Thủ Thiêm, hầm sông Sài Gòn đó. Mỗi bên đó thì khoảng tầm 7 lên xe, 6-7 lên xe gì đó, mình không nhớ chính xác. Rồi, mình đi nha. Black View, khu này mới xây này, mình đi vô cái khu này xem sao. Mình sẽ có phòng cái khu này cho quý vị xem cái này. Trước mặt quý vị đây là Landmark 81 tầng ha. Có trên đường Nguyễn Huệ nó có tòa nhà Sinh Hoa, bây giờ nó làm thêm một cái tòa nhà này nữa. Ở trước mặt quý vị đường xa đó là cái cầu Thủ Thiêm 1 á. Chắc chắn là anh chị cô chú nào mà đi xa quê hương lâu rồi thì về bây giờ sẽ không nhận ra đây là Sài Gòn đâu. Mình ở Sài Gòn là mình cảm thấy là thay đổi quá nhanh, chỉ có khoảng 1-2 năm mà mình không đi lại khu này thôi là mình đã thấy ngỡ ngàng rồi. Thực sự là rất là ngỡ ngàng cái chỗ này, bởi vì cái khúc trước lúc cách đây 1-2 năm mình đi thì chỗ này đã toàn bộ chỗ này nó là cánh đồng rừng dừa hết, mà bây giờ nó thay đổi quá nhanh luôn, là cánh chị thấy không? Thì cái này là mình sẽ đi qua bên khu phía quận 2 nè. Con đường này Lưu Đình Cổ đó. Thì chỗ đây nó đang là công trình đang xây dựng mà. Ok. Đúng rồi, nhưng mà lúc trước là cái đường này mình đi thì nó gồ ghề lắm, nó là những cái đường ngập lụt, là đường đất. Bây giờ hỏi là xung quanh đây là dự án của đơn vị nào của ai thì mình bó tay cái anh chị, bởi vì mình không thể biết được cái đó. Ừ.
Thực ra nói là biết để làm gì, cho nên mình thấy không không để làm gì hết, cho nên mình không cần tìm hiểu là chủ đầu tư dự án là ai. Ok, sao chỗ này sao ướt dữ vậy? Ok, mình cứ đi đây thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển hướng đi ha. Mình đi qua bên quận 2 đi. Ồ, ở đây là quận 2 tới nè. Đúng rồi, đây quận 2 nè. Ồ, vậy đi gần vậy? Thì đúng rồi. Nó đường chim bay á. Lương Đình Của, ra Lương Đình Của. Ở chỗ này người ta chưa có làm gì nhiều hết, cho nên là các chị thấy nó ngập rồi. Đúng rồi, còn lộn thuộc. Đây khu này khu cũ mà. Cái khu này là khu dân cư cũ cho nên là nó vậy thôi. Cái khu mới thì nó làm cái khác. Cái mốt lên khu đây nó trở thành thành phố Thủ Đức thì chắc chắn nó sẽ khác rồi. Rồi bây giờ con đường này là đường Trần Não đây các anh chị. Trần Não, phường Bình An, quận 2. Các anh chị thấy cái khúc bên trên kia đẹp không? Người ta đã làm lâu rồi, còn dưới này chắc là đang triển khai làm cho nên là nó chưa được đẹp. Trần Não này mình đi thẳng thì mình sẽ ra cầu Sài Gòn các anh chị ha. Chị Oanh hả? Chị Oanh ngay trên xa lộ Hà Nội. Anh chị thấy ở đây kinh doanh mua bán sầm uất ha. Bên đây cái con đường này cách đây là 25 năm về trước á, thì ở khu vực này thì trồng dừa, dừa nước không. Giờ tới tốc độ anh chị thấy không? Quá nhanh nè. Cái này khi mà cái chỗ thủ thiêm nãy mà nó phát triển nên chỗ này thế nào người ta cũng xây dựng lại, thì hiện nay các anh chị thấy nhà còn lụp sụp, nhà trệt thôi mà nó chưa xây, từ từ khi mà đô thị phát triển rồi người ta mới xây lên, có thể là giờ người ta thấy chưa cần thiết phải xây. Bây giờ mình sẽ đi ở dưới dưới chân cầu Sài Gòn đi ha. Mình đi vòng dưới chân cầu Sài Gòn đi, mình đi về. Bây giờ mình muốn đi đâu nữa nè? Hay đi qua bên quận 9. Mm.
còn 9 à. Ok rồi, có một sự thay đổi nhỏ anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên quận 9. Tại vì chút xíu mình phải đi đón con mình, cho nên là bây giờ mà đi về nhà xong một lát đi đón con nữa thì nó sẽ ngược đường lỡ cỡ thôi. Bây giờ sáng nay thì quyết định đi một vòng, cũng lâu lắm rồi cũng không có đi. Đi một vòng để mình tham quan xem là thành phố Thủ Đức sắp tới, nếu giả sử mà được hình thành thì nó sẽ như thế nào anh chị nhá. Đây, khu vực này là phường An Phú đây, anh chị thấy không? Nhìn khác liền ha. Đây, tuyến metro đằng trước kìa. Khi mà tuyến metro hình thành, cái là đi bộ ngang qua đây là khỏe rồi, anh chị thấy không?